Rồi, khi mà chuyển đổi như thế này, có vài cái ý mà họ sẽ dừng lại. Có vài cái ý mà họ sẽ dừng lại là họ nói là cao quá, tôi chưa đủ tiền, hay là tôi cần phải về hỏi lại đứa con của tôi cần phải về hỏi lại chồng hay vợ tôi cần phải hỏi ý kiến của người khác, hay là hôm nay tôi bận tôi sẽ gặp lại sau. Thì những cái câu trả lời như thế sẽ làm cho chúng ta cần phải xử lý cái câu đó. Đến cái bước này chúng ta sẽ có phần xử lý họ bằng những điều họ đưa ra, thì chúng ta sẽ đọc trước được những cái từ chối đấy, và chúng ta làm sao để giải quyết được cái từ chối đó nó không phải là thực tế hiện tại bây giờ, và chuyển từ cái từ chối đó sang một thời điểm khác. Nên chúng ta cần phải đây là thấu hiểu cái điều họ đang nói, mà xử lý đây đúng cái mà họ đang hướng đến, thì chúng ta sẽ kéo trở lại người dùng ở đấy. Trong cái trường hợp này thì chúng ta cần phải thực sự tinh tế, lắng nghe nhiều hơn thì chúng ta mới hiểu được là cái của họ đang hướng đến chỗ này, chúng ta cần phải lắng nghe. Nghe, đúng rồi, chúng ta cần phải lắng nghe họ thì mới rõ được rằng xử lý cái từ chối đó sao cho nó phù hợp, để họ thấy mình là đang am hiểu, thấu hiểu cái họ đang muốn biết. Nên trong trường hợp này hoàn toàn chúng ta phải tập trung thấu hiểu, lắng nghe những cái tâm tư nguyện vọng của người dùng. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng họ cũng có thể là mua hoặc không mua, có hai điều xảy ra thôi, không có điều thứ ba đâu. Một là họ sẽ dùng, hai là họ sẽ không dùng. Nếu như dùng là đúng theo cái bản kế hoạch chúng ta đưa ra, còn nếu như không dùng thì sao? Nếu như dùng hoặc không dùng, đây nha, chúng ta sẽ hiểu thêm ở chỗ này, không dùng và dùng. Rồi, chúng ta sẽ thấy được rằng nếu như không dùng thì chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc nha, tiếp tục chăm sóc. Còn nếu như dùng thì chúng ta chăm sóc theo cách đã dùng, còn không dùng chăm sóc theo cách không dùng, thì hai cái này nó đều có quy trình, đều có hướng để chúng ta chăm sóc. Phần này chúng ta chăm sóc cho đến khi nào họ quay trở lại, và quay trở lại thì chúng ta biết được rõ vấn đề hơn, và lúc này lại quay lại những bước đây để chúng ta chuyển đổi người không dùng trở thành người dùng. Còn người dùng rồi thì chăm sóc làm sao để họ dùng lại. Đây là một trong những cái kỹ thuật, những cách mà giảm thiểu phần rủi ro, giảm thiểu phần mà đi ra, tăng cường được cái phần lợi nhuận, tăng cường được cái phần giảm chi phí nguồn nhân lực. Nên chỗ này là người dùng rồi chúng ta phải chăm sóc liên tục. Khi mà dùng hay không dùng thì chúng ta cũng cần phải xác định là họ bị vấn đề gì, tại sao họ dùng, tại sao họ không dùng, xác định rõ ràng lý do, nguyên nhân, và khi nào quay lại thì chúng ta cũng cần xác định tiếp tục ở chỗ kiểm tra xem còn đúng hay không. Còn nếu như không dùng thì chúng ta cũng có sử dụng cái phần kiểm tra đo lường, và tiếp tục cái chỗ này quan trọng. Rồi, quan trọng ở chỗ này nhá, quan trọng ở cái phần này dùng hay không dùng. Nếu như không dùng thì chúng ta cũng cần phải tương tác. Tương tác với họ. Không dùng thì chúng ta cần phải tương tác với họ để làm sao ạ? Để xin thêm. Tương tác có nhiều cách các anh chị ơi. Nào thì điện thoại nè, họ không dùng, họ có nghe chúng ta bị nhiều mùi do mà chúng ta đã tìm hiểu, chúng ta thấu hiểu họ rồi, chúng ta điện thoại họ vẫn nghe bình thường, hoặc là chat tin nhắn họ vẫn trả lời, Zalo họ vẫn trả lời, gặp mặt họ vẫn vui cười cầm chào nhau, đó vẫn là bình thường.
thì chúng ta sẽ sử dụng là tương tác nhiều hơn cộng với xin thêm lời giới thiệu của họ. Rồi, tương tác xong rồi chúng ta sẽ xin thêm lời giới thiệu nha. Lúc này họ không gửi nhưng họ biết những người khác có thể đang cần, nên chúng ta tương tác và xin lời giới thiệu. Rồi, đây xin lời giới thiệu. Đúng không? Chúng ta sẽ xin thêm cái lời giới thiệu ở đây. Đó. Khi tương tác không đủ thì tương tác nhiều, xin lời giới thiệu. Và cứ như thế này nên cộng liên tục từ người không dùng cũng giới thiệu cho chúng ta, và người dùng rồi quay lại dùng tiếp, và người dùng rồi thì chúng ta cũng xin lời giới thiệu, xin lời giới thiệu để cho người mà đi chơi cùng họ được dùng sản phẩm giống như của ta đang cung cấp cho họ. Đây là một quá trình rất là cần thiết cho những người đang học nghề, đang kinh doanh hay chuẩn bị kinh doanh. Biết được điều này chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ làm được rõ ràng hơn trong cái mô hình kinh doanh của chúng ta. Nên bạn sẽ được học tất cả cái điều này khi tôi hỗ trợ các bạn tham gia vào quá trình học nghề mắt kính. Có cả nam, có cả nữ, có cả người đang kinh doanh mắt kính, có cả người chưa bao giờ kinh doanh mắt kính, có cả người có mặt bằng hay chưa có mặt bằng đều tham gia học cùng tôi. Nhờ tất cả những kỹ năng này giúp cho bạn làm sao và dễ dàng có được khách hàng, dễ dàng tìm kiếm được nguồn khách hàng đổ về cho mình. Nếu bạn có thêm câu hỏi nào thêm thì bạn có thể đặt ở phía dưới. Đây là một trong những kỹ năng rất là quan trọng đối với bạn và đối với chính bản thân tôi. Tôi đã làm điều này nhiều năm rồi nên công thức này sẽ được ghi lại và được tương tác và được hỗ trợ và được đào tạo được tốt hơn đối với bạn. Và việc của bạn là đặt ngay câu hỏi cho chúng tôi. Việc của bạn càng sớm thì càng tốt. Chúng tôi chỉ có vài suất để dành cho những người đang tham gia và đồng hành cùng chúng tôi thôi. Sau cái phần này thì chúng tôi sẽ không còn nhận thêm nữa. Đó là những gì mà các bạn có thể nhận được khi chúng tôi tham gia chia sẻ điều này cho các anh chị học cùng chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.